Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin miền Tây chào ngày mới được phát trên báo Lao động. Hôm nay thứ ba, ngày 7 tháng 11, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tối ngày 4 tháng 11, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, đặc biệt là người điều khiển phương tiện mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép trên tuyến quốc lộ 57C. Sau gần 3 giờ kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện 10 trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó 8 trường hợp điều khiển xe mô tô trên đường trong người hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, còn 2 trường hợp là điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe theo quy định. Một đoạn clip trích xuất từ camera nhà dân ghi lại vào khoảng 9 giờ sáng ngày 4 tháng 11, có hai thanh niên vào tiệm cà phê ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, rồi lợi dụng người bán sơ hở để cướp điện thoại và tẩu thoát. Theo camera ghi lại, hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy và ghé vào tiệm bán cà phê mang đi để mua đồ. Khi cô gái đang pha chế cà phê và quay mặt đi chỗ khác để lấy đá, nam thanh niên chụp lấy chiếc điện thoại của cô và nhảy lên xe máy của đồng bọn bỏ đi. Khi phát hiện sự việc, cô gái hốt hoảng đuổi theo kẻ cướp nhưng không kịp. Hành động liều lĩnh của tên cướp khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trước tình trạng vốn đầu tư công còn tồn động, dự án chậm tiến độ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau có văn bản yêu cầu Ban quản lý dự án công trình xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đủ điều kiện khởi công hai khối nhà chính thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 đã bố trí cho dự án. Tại tỉnh Bạc Liêu, ông Huỳnh Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án thành phố Bạc Liêu cho biết, nhà thầu đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường lộ bờ Tây. Đây là tuyến đường có vốn dây nước ngoài thời gian qua thi công còn khá chậm. Lễ Khathina, còn gọi là lễ dân y cà sa hay dân bông của đồng bào Khmer Sóc Trăng, bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch hàng năm, nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, phung sóc gia đình bình an và Phật tử thành kính dâng lên áo cà sa, các vật dụng đến chư tăng. Lễ diễn ra trong 2 ngày, ngày đầu tiên diễn ra tại nhà, các sư sãi đọc kinh cầu nguyện để cầu phúc cho mọi người gặp nhiều may mắn. Ngày thứ hai, các nhà sư và Phật tử diễu hành 3 vòng xung quanh chánh điện như minh chứng cho lòng thành của họ trước khi làm lễ dâng áo cà sa lên sư sãi. Thưa quý vị, đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ được triển khai thực hiện ở vụ lúa đông xuân 2023-2024 với diện tích 180.000 hecta. Đây là tín hiệu đáng mừng, góp phần nâng cao giá trị hạt lúa, người dân và doanh nghiệp đều có lợi. Ghi nhận sau đây của phóng viên báo Lao động. Hecta, các cái tiêu chí của cái 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp này, nếu chúng ta xây dựng như cái đề án này thì tôi nghĩ là đồng bằng sông Cửu Long sẽ thay đổi hoàn toàn cái thu nhập của người, của bà con nông dân. Tôi cam kết khi chúng ta có cái tín chỉ carbon đặt cái gạo mà phát thải thấp vào trong đó thì tôi nghĩ tới năm 2030 thì gạo của Việt Nam không thể dưới 800 đô la trên một tấn. Đầu tư để nâng cao giá trị và hướng đến một cái nền kinh tế xanh và kinh tế số. Đó là hai mục đích của ngành nông nghiệp hiện nay. Cái đề án 1 triệu hecta chất lượng cao giảm phát thải trên 1 triệu hộ nông dân. Cho nên đây là vấn đề an ninh lương thực. Cho nên là đề nghị chính phủ là ưu tiên là cho được bán cái chứng chỉ carbon. Chứ không phải là thực hiện theo nghĩa vụ. Trong đề án này là đến 2025 là không còn rơm mà để đốt độc nữa. Thu gom bằng hết 100%. Để đạt được mục tiêu nói trên, cần nhiều doanh nghiệp tham gia đề án, triển khai nhiều dịch vụ giúp bà con nông dân, đồng thời nâng cao vai trò của hợp tác xã để trở thành các doanh nghiệp hướng đến sản xuất quy mô lớn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin miền Tây trong ngày mới sáng nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.